Bước sang năm 2022, ô tô gầm cao tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Các nhà sản xuất cũng chú trọng tới nhóm xe này với hàng loạt mẫu SUV Crossover hạng B và C đã và dự kiến ra mắt tại Việt Nam. 1. Phân khúc SUV cỡ nhỏ thêm lựa chọn. SUV cỡ nhỏ gồm xe hạng A và B là một trong những phân khúc ăn khách nhất thị trường hiện tại, đồng thời có tính cạnh tranh cao với sự góp mặt của hơn 10 mẫu xe. Trong đó, Hyundai Creta là cái tên hoàn toàn mới được giới thiệu vào tháng 3. Sau khi Kona ngừng bán, Creta trở thành mẫu SUV hạng B duy nhất của Hyundai tại Việt Nam. So với Kona, Creta thực dụng hơn với không gian hàng ghế hai rộng rãi, có cửa gió sau và cổng sạc, đi kèm nhiều tiện nghi nội thất, tính năng hỗ trợ lái cùng mức giá dễ tiếp cận. Trong khi đó, khung gầm, động cơ và cảm giác lái là những điểm Creta thua kém Kona. Volkswagen T-Cross cũng là mẫu xe mới góp mặt trong phân khúc SUV hạng B, được ra mắt vào tháng 5. Tương tự những dòng ô tô Volkswagen khác tại Việt Nam, T-Cross có giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung phân khúc. Cụ thể, giá đề xuất hai phiên bản T-Cross lần lượt là 1 tỷ lẻ 99 triệu và và 1 tỷ 299 triệu, tranh vài trăm triệu so với Toyota Corolla Cross giá từ 746 đến 936 triệu, Mazda CX-30 giá từ 849 triệu và 909 triệu, Peugeot 2008 giá từ 769 triệu và 849 triệu. Tháng 6, thế hệ Honda HR-V mới được giới thiệu tại Việt Nam. Khác Hyundai Creta, HR-V thuộc tầm giá cao nhất phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30 hay Peugeot 2008. So với đời cũ, HR-V 2022 có kiểu dáng cứng cáp, cao ráo hơn. Cảm giác lái tốt và nội thất rộng rãi vẫn là những điểm mạnh được duy trì, bên cạnh loạt tính năng, gói công nghệ an toàn được bổ sung. Tuy nhiên, khả năng cách âm của xe chưa cải thiện nhiều. Vừa qua, thông tin về Nissan Kicks đã xuất hiện trên trang của cục đăng kiểm. Hình ảnh tại Việt Nam của mẫu xe này cũng đã được ghi lại, cho thấy thời điểm ra mắt chính thức không còn xa. Theo thông tin từ cục đăng kiểm, Nissan Kicks bán tại Việt Nam có mức tiêu thụ nhiên liệu, trong đô thị chỉ 2, 2 lít cho 100 km thấp nhất thị trường hiện tại. Do đó, nhiều khả năng xe được trang bị động cơ hybrid, gồm động cơ xăng công suất 79 mã lực và động cơ điện công suất 129 mã lực so với ô tô hybrid thông thường, Nissan Kicks khác biệt, ở việc động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát cung cấp năng lượng cho động cơ điện, thay vì chuyển lực kéo tới các bánh xe. Nhờ vậy về cơ bản, Kicks vận hành chỉ bằng động cơ điện. Với giá dự đoán từ 650 đến 750 triệu cũng có thể gây bão. 2. Nhóm SUV hạng C được hâm nóng với loạt xe 5 chỗ. Quãng thời gian trước, phân khúc SUV hạng C 5 chỗ chỉ gồm một số lựa chọn quen thuộc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Subaru Forester vốn không có nhiều thay đổi, nâng cấp kể từ năm 2020. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021, nhóm xe này sôi động hơn, đáng kể khi VinFast bản giao lô ô tô điện VFE34 đầu tiên, Hyundai Tucson mới ra mắt và Thaco xác nhận phân phối Kia Sorter. Những chiếc VFE34 đầu tiên được giao tới tay khách hàng cuối tháng 12 năm rồi, và tính đến hết tháng 7, doanh số tích lũy năm 2022 của mẫu xe này đạt 2.203 chiếc. Tương tự, thế hệ Hyundai Tucson mới cũng được giới thiệu cuối năm 2021 với thiết kế thay đổi mạnh, không gian rộng rãi hơn và nhiều công nghệ. Mẫu xe này tiếp tục duy trì doanh số thuộc top đầu phân khúc, đồng thời thường xuyên bán kèm lạc và không sẵn xe giao ngay. Tháng 6 vừa qua, Kia Starter chính thức ra mắt trong thời điểm các đối thủ cạnh tranh như Mazda CX5, Hyundai Tucson khan hàng. Ở lần trở lại thị trường Việt Nam này, Seltos được định vị cao hơn với mức giá từ 899 triệu đến 1 tỷ lẻ 99 triệu thuộc diện cao nhất phân khúc. Sử dụng chung khung gầm với Tucson 2022, Sporter cũng mang lại không gian nội thất và cốp rộng rãi. Xe có thiết kế mới lạ, nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn hiện đại vốn là những điểm mạnh của đa số ô tô Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhóm SUV hạng C5 chỗ còn có thêm mẫu xe thuần điện Hyundai Ioniq 5 được giới thiệu tại Việt Nam cuối tháng 4 chủ yếu nhằm mục đích thăm dò thị trường. Tuy nhiên trên thực tế, một số đại lý Hyundai vẫn bán ion iq5 với số lượng hạn chế và mức giá khoảng 2 tỷ. Fort Territory là cái tên mới tiếp theo gia nhập phân khúc SUV 5 chỗ tại Việt Nam. Theo thông tin Ford Việt Nam công bố, xe sử dụng động cơ 1 5 lít và hộp số tự động 7 cấp với 4 chế độ lái. Một số trang bị gồm đèn trước sau LED, la răng 19 inch trên bản cao, cần số núm xoay, phanh tay điện tử, ghế da tích hợp làm mát. Thời điểm ra mắt chính thức của Fort Territory chưa được xác nhận, song hiện các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này với giá dự kiến khoảng 800 triệu.